Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay tại website Milo. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì hả Tính? Dạ, điểm mạnh của em là chơi được tất cả các môn thể thao, có trách nhiệm với cuộc sống, với hiếu thảo với ba mẹ. À. Dạ. Rồi có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em là em hơi hồi hộp trước đám đông, nhất là bạn nữ khác giới. Có một điểm yếu duy nhất đó thôi đúng không? Vậy thôi. Mình nói về điểm yếu điểm mạnh của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà, nhất là lau nhà rất là sạch. À, điểm yếu của em là hơi sợ bóng tối. Là sợ ma đó hả? Dạ đúng rồi. Ma em thấy lần nào chưa? Dạ em chưa, mà em tưởng tượng thôi à. Chưa dạ. Có thấy con gì mà sợ ma không biết sao. Tôi cũng sợ vậy ông nội. Tôi cũng sợ hơn nữa. Dễ bị dụ, hay cho bạn mượn tiền mà không có hồi âm. Rồi còn điểm gì nữa không? Có cái tật gì không? Dạ có khi hay móc mũi chứ thôi. Móc mũi hả? Dạ. Ai không móc, chị cũng móc, ngứa là phải móc thôi. Ngứa dạ. Là phải gãi thôi à. Không phải, nhưng phải coi lại móc ở đâu. Móc trong nhà này kia được chứ ai đâu ngoài đường vậy xá. Ra ngoài đường mà ngứa quá cũng phải móc thôi. Rồi được lấy tay mình che lợi cân nè. Bữa tôi thấy ông mình lên móc mũi á. Đâu? Có tin không? Đời nào làm cũng gãi thôi. Thôi giỡn cho em bớt căng thẳng dạ. Thôi nghe. Mình có mấy mối tình rồi chi? À dạ em thì mối tình chính là hai thôi. Một là thời sinh viên và hai là mới này cách đây khoảng gần 3 năm. À, dạ. Mới chia tay gần 3 năm. Mới chia tay quen được bao nhiêu năm thì chia tay? Dạ quen cũng được hơn 1 năm. Cái bạn đó bạn cũng gia trưởng quá. Cứ nói em làm cái này làm cái kia. Em không có thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính gia có gia trưởng không Tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em nếu mà nói ra tính là được 2 mối tình. Nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng 1 năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Người đó ở đâu? Dạ ở Bình Phước. Lý do tại sao chia tay? Tố chất công việc của em là nó theo cái lịch tàu. Nó giờ giấc nó không có cố định. Thì bạn đó kiểm soát quá nhiều và không có tôn trọng em. Là cho em là đi chơi thế này thế kia. À, bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Tính? Em cần tìm một nửa yêu thương cho em đó là đảm đang, chung thủy. Mình có đảm đang, có thủy chung không? Dạ đảm đang thì cũng có một xíu. Em cũng biết nấu ăn, việc nhà thì cũng biết làm. Ừ. Chào em gái dễ thương. Dạ chào anh Quyền Linh. Mặc áo ngọt ngào dễ sợ luôn. Đó. Trời ơi. Ở bên đây á, đàn trai cũng hiền nha. Dân Tiền Giang tôi hiền lắm, dễ thương. Hiền gì? Trời ơi, cá nhân quá. Cá nhân quá nhiều. Không phải cá nhân mà đa số là vậy đó, thấy không? Em gái. Dạ. Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, em thích một người đàn ông hả? Gọn gàng xíu. Đó. Thích chơi thể thao. Ừ. Ê, đây môn nào cũng biết. Dạ. Cao trên 1m7. Này chắc gần tới thôi. Vậy hả? Mang dài lên khúc. Cũng sao, chuyện không chiều sao. Cao thành vấn đề luôn. Dạ, biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ, đừng có gia trưởng quá. Không gia trưởng. Không gia trưởng, dân Tiền Giang không có gia trưởng. Không. Giang thật thà lắm. Với lại là em thích mấy người mặc đồ phải hợp tí xíu. Ví dụ như là mang giày tây và mà mang quần jean á là không có hợp. Là em không thích vậy. Phải không? Mặc quần jean là đây giày của ông chứ ai mà mang. Rồi sao? Chào cưng. Chào chị. Em nghe qua cái âm, cái chất giọng nè thì em cảm nhận về cái người phụ nữ bên đây như thế nào? Có hợp với lại cái suy nghĩ của em không? Em cảm nhận cái giọng thì dễ thương. Rất là ok theo linh cảm của em. Em linh cảm cái người đàn ông bên đây có đúng với cái suy nghĩ của em không? Cái mong muốn của em không? Dạ chắc em nghĩ là có mang áo sơ mi. Yes. À. Giày tây. Yes. Đừng nó mặc quần tay đeo nha. Đồng hồ. Tay có đeo đồng hồ. Oh, yes. Rồi gì nữa? Quần gì nè, quần gì? Giày tây thì phải mang quần tây rồi. Đúng rồi. Chắc. Màu gì? Dạ quần tây có thể là màu xanh hoặc là màu đen. Yes. Rồi áo màu gì? Dạ áo có thể em nghĩ là màu trắng. Cho em màu nữa đi. Màu nổi nhất á. Màu hồng. Màu hồng là anh Quyền Linh. Ông nội đóng mê màu hồng với màu tím lắm. Nhưng mà không, cái màu của em thì cũng tự tựa cái màu trắng, màu xanh đó em. Xanh hy vọng đồ này kia nọ đó. Anh đến đây là anh hy vọng phải mặc màu xanh. Hai bạn này hiền từ nè. Phải nói là cũng hợp với nhau, nhẹ nhàng, thấy không? Chúng ta hỏi ý kiến người thân đi. À, bạn gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, em với lại hai cô.
Ôi, đại với gia lại đình luôn. Năm trăm anh em của em. Trời, trời đất ơi, một đại gia đình nhà gái ngồi bên bển á. À, xin mời mẹ của bạn gái. Anh xin chào chương trình, chào Hồng dạ, Vân, chào, chị. Chào. À, anh Nguyễn Linh, chào gia đình nhà trai, cô chào con. Chào chị mẹ. À, Chi là nó lớn tuổi lý do ham làm quá làm biết, là không lo lấy chồng. Cũng có nhiều người thương mà nó không chịu, Bình Phước cũng có nhiều người để ý. Dạ. Bạn của cô cũng đòi làm mai mà nó thôi con có lo làm giàu. Mẹ nói là hy vọng cho hai đứa con cho nhau cơ hội. Mẹ thì mong vậy thôi. Nhưng mà nếu mà được thì khoảng chừng nào cô có thể gả con gái của mình lúc được? Nào cô cũng gả được hết đó. Hay quá. Rồi lúc nào cũng được, miễn là tụi nó ưng nhau là được ha. Rồi cảm ơn nhà gái. Mời nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với cô Út, Dưỡng Út của em. À, cũng có mẹ với cô luôn. Trời, cũng một đại gia đình luôn. Xin chào chú Nguyễn Linh với dạ. Cô Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay. Tôi đây là mẹ Trung Tính. Ngày nay là được cơ hội lên tới trường quay là tôi cũng mừng. Là cũng như là chờ cho hai đứa cơ hội sau này hạnh phúc cũng mừng. Nhưng mà thấy dâu tương lai mình... ưng không? Mình không? Bây giờ mẹ nhìn thì giờ thấy cũng dễ thương, dễ mến. Để hai đứa tìm họ tìm hiểu lâu rồi. Dạ. Sao biết sao? Bây giờ quan trọng là hai đứa thôi. Đúng rồi. Mở rào đi rồi cùng nói nha. Chuyện để xem có hợp nhau không nha. Mở rào. Bắt đầu đi tính. Rồi, quay qua nhìn nhau nè. Sao em? Rồi nè, mình nhận quà nè, rồi mình trao quà nè. Anh đến đó chương trình, anh có món quà anh tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Ừ. Anh mở nha. Dạ. Em thì em thích bạn nam mang cái vớ vải hộp với lại cái bộ trang phục. Nên em tặng cho anh đôi vớ với lại mấy cái khẩu trang. Rồi, cảm ơn. Sao bạn trai tặng gấu bông, nói bạn gái biết đi. Dạ thì ý nghĩa của gấu bông là em chọn con thỏ là dễ thương, hiền. Em thấy hợp với bạn nữ, em tặng vào bạn nữ là vợ tương lai của em. Rồi. Với món quà thứ hai mà anh muốn gửi tặng cho em, đó là một cái đồng hồ. Hợp dễ sợ luôn á. Rồi, hay. Cái ý nghĩa là em tặng cái đồng hồ là tượng trưng cho thời gian. Mà tất cả các thời gian trong cuộc đời còn lại của anh rảnh, anh đều dành cho em. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu trao đổi nào. Cảm giác của em lần đầu tiên gặp dạ, anh. Dạ em thấy anh cũng hợp với phong cách mà em thích. Anh thấy em thế nào? Em thì thấy dễ thương. Anh thấy hiền. Những gì mà linh cảm mà anh thấy thì khoảng 90%. Cái công việc của em là, hồi nãy em nói là về mảng kinh doanh là cụ thể là sao em? Dạ em làm như sale vậy đó. Em bán thuốc cho mấy cái nhà thuốc anh. Theo nghĩ là thấy sale, bọn sale là thấy tiếp xúc khách hàng rất nhiều. Dạ đúng rồi. Nếu như mà anh tiếp xúc nhiều quá mà anh ghen thì em có gì không? Ghen và mức độ nào đó thôi chứ. Chứ nói chứ anh thì anh không dạ. Ghen đâu. Quan trọng là do đối phương tạo cái lòng niềm tin thì mình cứ thoải mái. Anh thì anh cũng rất là sợ ghen, nhưng mà trong tình yêu vợ chồng là phải có ghen. Nhưng ghen là như thế nào? Ghen là phải đúng. Ghen phải mới lâu đúng được chứ. Nó chứ không phải là ghen cách mù quáng, anh không thích. Dạ. Yeah. Thôi có... bây giờ các bạn nói cho nghe một chút xíu về những cái tật xấu của nhau đi để coi thông cảm với nhau được hay không. Cái tật xấu của anh thì anh hay ăn đêm. Như thứ hai thì anh ngủ thì anh cũng hay gác, hay ôm. À, với cái nữa là khi mà anh căng thẳng á, chẳng hạn như anh gặp một cái người mà phụ nữ khác giới á, lạ đám đông, anh nói nó hơi vấp, nó không dạ. Được suôn sẻ, nó không được trôi chảy. Gặp em anh có căng thẳng không? Anh gặp em nãy giờ thật tất là anh không căng thẳng. Hôm nãy giờ anh nói suôn, hồi nãy là chưa mở rào á, anh thấy vậy. Dạ. Rồi cái chuyện mà nó hay gác hay ôm đó chịu được dạ. Không? Em thì em cũng vậy, em mỗi lần ngủ em phải nhiều thật nhiều gối lên em gác cho em sướng vậy đó. Ừ. À... giờ cũng đâu cần gối nữa đâu. Được rồi đó, hai đứa cũng thích nha bạn.
sở thích khác giống nhau rồi đó. À, tật xấu của em hả? Lâu lâu cũng lười lắm, nằm ở nhà bấm điện thoại không vậy đó. Thôi em cứ yên tâm đi, khi mà hẹn hò có anh rồi anh không cho em lười đâu. Em tiến tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn vào mắt bạn gái, hát tặng bạn gái, nhìn thẳng một mình bạn gái thôi, đừng nhìn ai chứ. Anh đến ở đây là anh sẽ hát tặng mà em một bài Yêu Em Dài Lâu của nhạc sĩ Đức Quy. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe trong lòng đang mơ mơ. Mơ ôm em trong tay đêm nghe thì thào, cho báo tố về là chim bao. Xin yêu em tha thiết như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đầm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Thôi được rồi, này là quá chân thành. Thôi, rồi hai đó. Bạn về vị trí ngồi đi. À, có rung động, à, có quên, có bối rối là có tình yêu. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác là không phải, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3. Chúc mừng. Bây giờ chính thức ta hẹn hò nhau rồi. Bạn trai xin phép với lại gia đình bạn gái cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Bắt đầu từ đây, con xin hứa điều gì đó? Dạ, con xin phép bác, cô cho con ngày hôm nay đến đây làm cái duyên với em, cho con được hẹn hò. Và nếu được nên duyên thành vợ thành chồng thì bác cứ yên tâm, suốt quãng còn đại còn lại con sẽ chăm sóc tốt con của bác. Trời ơi, con xin phép bác cho con không. Rồi,